Hoa xứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú cùng các anh chị mình 5 cây xứ ghép nha. 5 cây này đồng giá 150.000 một cây nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây hiện tại đang có bông nha. Cây đầu tiên mình ghép hai mặt qua nha cô chú cùng các anh chị mình. Long Thành và Kim Lăng nha. Cây số 1 là ghép hai loại qua, Long Thành và Kim Lăng. Bộ tàn khá là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình. Bộ tàn bự nha. Đây bộ tàn trên 40 á. Cây Long Thành với lại Kim Lăng nha cô chú cùng các anh chị mình, hoa rất là đẹp ha. Dạ đây là bộ cũ. Cây này có 2 4 6 nhánh. Cây đang nằm chậu C9 lớn nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 1. Hoa rất là đẹp luôn. Hai giống hoa này đều sai bông hết nha cô chú cùng các anh chị mình. Xuyên bông hết. Cây số 2. Cây số 2 này cũng ghép hai mặt qua. Thần Tài với lại Thái Quân nha cô chú cùng các anh chị mình. Phải không ta? Đúng rồi. Thần Tài với Thái Quân. Cây này ghép hai mặt qua nha. Thần Tài với Thái Quân nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây này rất là đẹp luôn nè, cây số 2. Cây này 2, 4, 6, 7 nhánh. 7 nhánh. Này cái củ này giống như lên vàng vậy. Cây này giống như lên, muốn lên vàng vậy. Cây số 2, cô chú cùng các anh chị mình. Qua cây số 3 nha. Cây số 3 này ghép xịt ta 1 nha cô chú cùng các anh chị mình. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Này chưa nở bung nha cô chú cùng các anh chị mình. Cái lá cũng đẹp mà cái bông cũng đẹp luôn ha. Cây xì ta 1. Cây là bộ cũ cũng lạ nữa nè. Cây là bộ cũ đẹp nè, quấn quấn quấn. Cây số 3 là cây xì ta 1 nha cô chú cùng các anh chị mình. Bộ cũ khá là đẹp luôn ha. Đồng giá 150.000 một cây, con không bao phí nha. Tiền phí bên người mua trả nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 4 là cây Long Thành. Cây số 4 là hoa Long Thành nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây này cũng đẹp nữa nè. Cây này 2, 4, 6 nhánh. Bộ cũ khá là đẹp luôn. Cây này có 6 nhánh. Bộ tàn đây. Cây số 4 là Long Thành. Bông rất là gỗ bông nha cô chú cùng các anh chị mình. Rồi mình xem tiếp cây số 5. Cây số 5 là Candy nha cô chú cùng các anh chị mình. Rất là đẹp luôn, màu vàng viền hồng ha. Candy. Candy màu vàng viền hồng, cây đang nụ rất là nhiều nha cô chú cùng các anh chị mình. Mặt hoa candy này khá là đẹp luôn. Cựu này rất là dài luôn rồi nha. Cái này ai mà mua về ghép là ok nha cô chú cùng các anh chị mình. Mua về lấy bo ghép là ok luôn. Đây củ đây. Củ cũng rất là đẹp. Ây da, củ bự nặng. Rồi video clip con đến đây là kết thúc. Cô chú anh chị em nào yêu mến 5 cây này xin liên hệ với con. Xin liên hệ với con qua số điện thoại 0932612668 nha. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú cùng các anh chị mình nha.